Alison Thompson vẫn nhớ như in buổi sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001. Sáng ngày 11 tháng 9, tôi thức dậy sớm và xem TV. Đó là một ngày nắng đẹp, và họ nói rằng có một chiếc máy bay nhỏ đâm vào trung tâm thương mại thế giới. Và tự nhiên tôi biết có điều gì đó không ổn. Thompson lao nhanh đến hiện trường trên đôi giày trượt ba tanh. Tôi tới đó và tôi thấy bàn tay xinh đẹp này, và có một chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay. Tôi choáng váng trước bàn tay này, và tôi nghĩ rằng có ai đó đằng sau nó, vì vậy tôi bắt đầu bới đống đổ nát, rồi tôi kéo nó ra, và nó chỉ là một cánh tay, và tôi đã hét lên. Có một nhân viên ở phía sau xe tải với một cái loa, và anh ta nói, bất cứ ai là người quân đội đến đằng kia, và bất cứ ai là người biết về y tế đến phía này, tôi tham gia nhóm y tế. Từ đó trở đi, chúng tôi chỉ sống trên những con phố đó. Cô nhớ lại, khi thấy cách mọi người đoàn kết lại với nhau, trong giờ phút đen tối nhất, đã thay đổi một thứ gì đó bên trong thâm tâm cô. Và cô chỉ biết rằng, tình nguyện là những gì cô cần làm. Năm 2001, cô thành lập nhóm tình nguyện viên làn sóng thứ ba, một mạng lưới những người cứu hộ khẩn cấp, nhằm hỗ trợ và phối hợp cứu hộ trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo, thiên tai và các tình huống khác mà mọi người cần được đào tạo hoặc cần nguồn lực. Trong những sự kiện sau đó, tôi gọi cho những tình nguyện viên khác và nói, này, một trận sóng thần lớn đã giết chết 300.000 người ở 13 quốc gia. Bạn có muốn tình nguyện đến đó một tuần không? Chúng ta có thể làm cái gì đó. Và họ tham gia, và nhóm cứ lớn dần lên. Nhóm bắt đầu phát triển thành đội quân vĩ đại trên khắp thế giới này, một đội quân của tình yêu. Cùng với những tình nguyện viên khác như mình, Thompson đã giúp đỡ nhiều người ở Philippines, Nepal, Sri Lanka và Ấn Độ. Khi Nga xâm lược Ukraine, cô không thể thờ ơ. Ngay lúc này chúng tôi đang ở Ukraine. Bất cứ khi nào chúng tôi đến tiền tuyến, những ngôi làng được tái chiếm, chúng tôi chỉ nói, này, chúng tôi yêu các bạn. Chúng tôi bắt đầu ôm họ, và đôi khi chúng tôi ôm, họ cố gắng kéo ra, nhưng tôi không để cho họ làm vậy. Tôi ôm họ và giữ chặt họ hơn, và tại thời điểm đó, bạn cảm thấy họ gục ngã trong vòng tay của bạn. Đó là khi họ có thể thể hiện cảm xúc lần đầu tiên, và họ bắt đầu khóc. Ở Ukraine, Thompson và các tình nguyện viên khác huấn luyện các binh sĩ, chỉ cho họ những việc cần làm nếu họ bị thương và cách tìm đường trong rừng, trong số các nhiệm vụ khác của họ. Thompson nói rằng, cứ 4 ngày, họ đào tạo được khoảng 100 người. Mặc dù cứ 10 người Nga mới có một người Ukraine ở tiền tuyến, nhưng chúng tôi cảm nhận được tình yêu của cả thế giới. Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều đó cho đến ngày 11 tháng 9, khi cả thế giới xích lại gần nhau vì nhân loại, và tôi cảm thấy điều đó ở Ukraine. Thompson nói rằng nỗi sợ hãi sẽ biến mất nhanh chóng và điều còn lại là tình yêu đối với những người chịu đau khổ và cầu mong cho chiến tranh sớm kết thúc.